Hello, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay đi ra thăm mồng gà búa, thì nó đã lớn rồi các bạn. Nè, mồng gà búa đây là nó lớn, mới đi phân của hôm qua. Mưa gió quá các bạn ơi, mưa gió quá trời, mình phải xịt thuốc thối cổ rễ vô chứ thôi, nó thối cổ rễ ra là đi luôn các bạn. Nó mập lù luôn nè. Đó, mình vừa đi phân hôm qua, bầu nó ẩm ướt quá là không xịt thuốc là nó bị hư các bạn. Thì chiều hoặc mai là mình sẽ đi cho nó một liều thuốc, các bạn xịt thuốc cho nó để thôi nó phòng ngừa bị thối cổ rễ nha. Đó, mà nó cao quá các bạn. Thì cái lá này bị gì nè, lá đọt nó bị hư gì quá tí là búa rồi mà. Lớn ha, ngoài đây thiếu chậu nên mình vô mấy cái chậu nhỏ luôn. Đây mình tậm chậu 2 cây luôn mà, chậu 2 cây nó cũng lớn và phà nha, nhưng mà bông không biết làm sao. Cái này như là nó lá nó bị đốm đốm sao á. Nè, lá này nó bị thiếu phân nè. Cây này bị thiếu phân nè các bạn. Thiếu phân nó vàng vàng nè. Cây hành đẹp hơn cây kia. Cây này lớn, cây này đẹp. Cây này lá vàng vàng nè, thiếu phân nè. Mình mới đi phân hôm bữa hôm qua còn hột xanh xanh dưới nè. Này mình gãi gắt luôn nha các bạn. Tưới thì là mưa đó, bầu nó ướt quá không có tưới, mình gắt phân luôn. Thì nếu mà tà nắng thì tưới, tà nắng mình pha phân, mình ngâm cho nó tan ra mình tưới nè, thì sẽ nó bắt phân ngon hơn, bắt mau hơn. Còn mình giải thì nó tan từ từ nha. Hoa Tết là thấy mầm gà đã các bạn. Rồi mình mới gieo nhận thọ được 4 hôm rồi, cũng lên rồi các bạn. Thì mốt mình sẽ làm nhận thọ qua ra đây luôn, mình sẽ chất đều lại. Tại vì cái này là cây còn nhỏ nên mình chất khít cho bạn, mốt cây nó bự cũng có tàn ra cái mình giãn cách ra nha, chứ không phải để nó gần gần gì là nó gặp nó không có ra tàn đều á. Mốt mình giãn cách nó ra, giãn thưa ra cho nó ra tàn đủ xung quanh. Với lại ở đây thì nó cây nó hơi nhiều các bạn, thiếu ánh nắng nên nó hơi cao một xíu nha. Tại vì nếu mà các bạn làm có đặt để vỗ tống nó đầy đủ nắng thì nó lùng mà nó ra đủ tàn. Còn ở trong đây nó gặp quá, giờ thân nó đâu mập không đâu nè, cũng còn ốm nha, vậy là chưa có đạt đâu các bạn. Ở đây là cái thân nó phải bự rồi, mà cái thân nó còn nhỏ xíu à, chưa đạt lắm. Lá nó bự thôi, thì bây giờ cái thân chủ yếu là cái thân nó bự, chứ lá nó bự cũng không vấn đề nha các bạn. Lá nó bự cũng không tốt, tại vì nó các bạn ít cho phân thì cái lá của nó nhỏ, mình cho phân nhiều thì lá bự, nhưng mà nó cái thân nó sao nó không mập nổi. Này mình chia sẻ cái cách làm của mình nha các bạn. Còn bạn nào làm thì có nhiều cái cách hay hơn thì các bạn có thể là chia sẻ lên những cái video khác cho mọi người cùng xem. Thì những anh em nào làm chơi Tết hoặc là làm chơi một chút Tết thì có thể là làm như thế này. Còn làm bán thì là nhiều người ta làm khác nữa nha các bạn, nhiều kỹ thuật đó. Thì nói chung là nó trồng thì nó dễ trồng các bạn, hai trồng cũng được thôi. Thì quan trọng là nó kỹ thuật, bông nó đạt chất lượng cao, bông to, bông bự và bông nhiều nha các bạn. Với lại một cái quan trọng nữa là phải đúng dịp Tết nha các bạn, đúng 27, 28 Tết là nó ra bông gộ đều nha, là đẹp, là để mình trưng 29, 30 đó.
Thì đây mình làm một số ít để mình chơi thôi. Thì thử cái kinh nghiệm của mình thêm như thế nào các bạn. Rồi nếu mà năm sau thì nếu mà đạt thì sẽ làm nhiều hơn nữa. Thì chậu này bữa mình có nói là chậu C11 là vừa với bông gà búa. Còn 11 mình sẽ dùng chậu này mình gieo nhân thọ luôn mà. Mình vô nhận thọ luôn. Và cái chậu này là mình vô 3 cây nha. Nhận thọ 3 cây. Có thể là 4 cây luôn các bạn. 4 cây thì nó sẽ bít bông hơn, nó nhiều bông hơn. Thì nói chung là các bạn vô nhiều cây thì nó nhiều bông, nhưng mà bông nó nhỏ hơn, nó giảm nhỏ cái bông xuống nha các bạn. Bông nó không bự hơn nha. Tại vì 4 cây khác, 3 cây nó khác. 3 cây nó thì nó sẽ cái tàn của nó thống hơn một xíu, nó có nhiều cái không gian để nó nhảy tàn hơn, thì nó nuôi cái tược nó mập thì cái bông nó sẽ bự hơn. Còn các bạn mà vô nhiều cây quá thì cái không gian của nó không có được nhiều á, nó chỉ chen chút nó vô thôi, nó lên xong nó ốm thì cái bông của nó sẽ nhỏ và nó nhiều bông nha các bạn. Thì nó chen chút thì nó như nhiều bông. Đây nó cũng không đều lắm nè. Ở đây cũng lọt chọt là cây nhỏ hay lớn. Chẳng hạn như cây này bự nè. Cây này bự cái đi qua cây này là cây này nó cái nhỏ xuống nè, nó không bự nữa. Bữa giờ mình pha thuốc sâu vô mình xịt. Đấy đất các bạn. Trời ơi, sâu nó ăn á. Tại vì mồng gà là lá non nè. Lá non này sâu nó phái lắm. Thì mình có lót một cái lớp bao ở dưới cho cỏ đừng lên nữa bạn. Chứ lót bao ở dưới với lại mấy con trùng rồi đó, nó khỏi phải chui vô mấy cái chậu nha. Đó, nếu mà các bạn không lót đậy trực tiếp đất á thì vài bữa các bạn dở cái chậu lên thấy là trùng rồi không à. Mấy con dung rồi đó. Nó chui lên như cái chậu này nè. Nó chui lên nó phá, nó ăn mấy cái bộ rễ rồi nó úng rồi, trong đó là cạm cây nó suy yếu nữa các bạn. Cho nên là mình phải lót một cái miếng bạc thế này nè. Thì ở tùy theo cái vùng của các bạn có tùng hay không, có dung hay không. Nhiều cái đất cánh đồng mà bờ tống cánh đồng thì sẽ không có tùng. Thì nói chung là cũng có những con vật khác, nhưng mà các bạn phải xịt thuốc. Còn cái này là mình phải lót lên là để mình đỡ xịt thuốc nha các bạn. Xịt thuốc nó kiến rồi đó. Đó. Cái này mình lót lên là mình chỉ xịt thuốc cho cây thôi, mình không có cần phải xịt thuốc xử lý mấy cái con kiến dung với tùng rồi. Nó bò lên khá là đẹp. Nói chung vậy là ok các bạn, mình làm vậy là thấy là bự rồi đó. 2 cây bự. Đây có cái gì đây, có cây cỏ nè, cỏ nó nhổ ra hay mà. Để khoảng 2 bữa nữa mình xịt thuốc. Các bạn xịt thuốc Alias hoặc Alias á. Alias là chống úng húi cổ rễ rất là hay. Rồi bây giờ thì mình chia sẻ cái vòng gà búa của mình. Thì vài bữa mình sẽ làm vô dặn thọ thì mình sẽ chia sẻ sau nha các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi những cái clip tiếp theo của mình nha. Rồi đây là những cái cây, là những cây này nó yếu quá, mới vô chân bữa hôm qua nè. Đây có 2 cây đu đủ, bữa 4 cây nên 5 cây đu đủ là nó chết hết mấy cây rồi. Đu đủ là tá vàng nè mà chết hết 2 cây, mấy cây còn 2 cây. Đu đủ này khó lòng quá. Bữa nó có chút thôi bạn, còn gà búa bữa mình trồng mà không thấy luôn, bây giờ nó bự chảng à. Cây này bị gì vậy?
Rồi bây giờ thì xin chào các bạn nha. Mình kết thúc cái video từ đây nha các bạn. Hy vọng là Tết có bông đều và đẹp. Thì lúc đó mình sẽ quay cái hoa cho các bạn xem nha. Thì bây giờ quay nó không có đẹp rồi. Gần gần Tết nó ra bông ra hoa các bạn, quay nó mới đẹp nha. Rồi các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Cái quay clip chia sẻ với các bạn làm cách làm bông rồi chưa? Ở nhà không biết làm gì thằng bông nha các bạn ơi. Tết có mà chân nha. Cái này là cái gì? Đó. Rồi, bây giờ thì kết thúc video thôi các bạn. Xin chào nha. Hẹn các bạn vào video tiếp theo.